Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Lâu quá chưa có nói chuyện lại, hôm nay nói chuyện lại hơi bị khớp anh em à. Lâu lắm rồi mới gặp lại anh em á. Thì hôm nay Minh đem đến cho anh em một con xe gọi là siêu mới, siêu can luôn. Mới lắm. Đây, cái mục tiêu là con Z9 này. Đây, quay tới gần cho anh em xem. Đó, gần anh xem. Thì mình sẽ nói sơ đây, quay cho anh em xem bao liếm luôn. Con này là anh em bao liếm luôn. Từ cái tay con, tay thắng nè. Đó, quay qua đây cái tay con cho anh em xem. Nó bao mới luôn anh em à. Xe 4.000 cây. Đăng ký tháng 12/2018, là có nghĩa là 2019 rồi anh em. Đây, hai chìa khóa bao đẹp. Cho anh em xem cái độ mới của nó. Cái này là anh em có bóc siêu ra là nó mới nha anh em nha. Cái này là bao ni lông nha, bóc siêu ra là mới, bóc siêu ra là nó mới nha. Bao ni lông thôi, bóc ra là mới nè, thấy không? Rồi, thì bây giờ mình sẽ gắm vô cho anh em coi cái độ mới của nó. Hôm nay mình thu được mấy con xe mới tinh nè. Mới đi cho 4.600 thôi. Rồi giờ anh em sẽ coi ngoại hình của nó. Đó, cái bình xăng nè, anh quay kỹ bình xăng cho anh em xem. Soi gương được luôn á anh em à. Em coi em có nặng mụn không? Em nặng mụn nè. Cái này nặng mụn được luôn nha anh em nha. Anh em mà có mụn mà nặng mụn được luôn nè. Nắp bình xăng mà. Xe quá mới luôn đây. Ở đây nè, không có một vết chày. Rồi quay phía trước cho anh em xem. Ở bên đây, đây bên đây nè, bên đây nè. Xe đã được chủ xe dán keo kỹ. Đó, từng cái đường keo, từng cái ngóc ngách. Đó, và có những vệt giọt mưa đang rớt trên đầu tôi. Không biết có quay kịp clip này không cho anh em xem. Đó, còn dĩa nè. Nó đẹp làm sao anh em, nó đẹp y như là cái gì ta gọi là cái gì, nó đẹp cái như là đẹp ấy vậy đó. Rồi anh em thấy cái vỏ nó không, mới tinh luôn, mọi thứ là đều như mới. Cây phuộc nè, cây phuộc sida đó, phuộc upside down anh em, hay bên mình hay gọi là phuộc sida. Đây cây phuộc sida rất là đẹp à. Thì con này thì có ABS trước và sau luôn, Z900 mà 2018 mà anh em. Coi cục máy nè anh em, má nó mới mà anh em, có thể là mình đề máy lên là mình nghe cái mùi mới luôn á. Thì giá 900 có 4 máy nha anh em nha. Nó là 958 phân khối, là 1000 phân khối đó anh em. Làm tròn là gần cái 1000 phân khối đó. Đây, bên đây là chủ xe có trang bị một cái ốp màu xanh. Màu xanh gọi là màu xanh, xanh này gọi là xanh gì ta? Màu xanh mà, xanh gì? Xanh này gọi là xanh gì? Màu xanh lá thì gọi là màu xanh đó anh em. Lâu rồi mới quay YouTube lại đó. Thì coi cái nào mới. Đây cái gác chân. Thì cái gác chân này sẽ cho chúng ta thấy là chủ xe chưa có chở gái anh em à. Thì nó chưa có dính đồ có nhiều á anh em. Thì cho biết là chủ xe cũng chưa có chở nửa kia của mình ở phía sau. Chắc chủ xe không biết là chủ xe chở gì, nhưng mà mình thấy là mới. Rồi tiếp theo, cái này đuôi zin còn nha anh em nha. Cái này là chỉ đuôi là đồ chơi thôi. Đuôi zin vẫn còn. Cái này là đồ chơi. Ở phía sau thì có gắn một cái ta gọi là cái trắng bùm Kawasaki Z nè, carbon nè. Rất là đẹp, để luôn cho anh em chơi. Đó, xe quá mới. Xe biển số 67 An Giang. Thì đó, cái độ mới của nó như vậy rồi, anh em còn chần chờ nữa. Mình thích nhất là cái tay nè. Nó còn mới luôn anh em à. Mình lấy về mình chỉ lau sơ thôi á, không có cần rửa gì luôn. Rồi, anh em thấy chưa? Thì bình xăng con này 17 lít đi sướng lắm. Con này nó nhẹ và nó ấy. Rồi để Minh đây chiều cao, Minh con em chắc 1m6 hả?
1m6 đúng không? Ồ, ok. À, bây giờ em trai này 1m6 ngồi lên với 9 thử nha. Thử là nó có được không? Em dơ chân cao lên. Đúng rồi, coi chừng dơ xe anh. Xe đang đẹp. 1m6 ngồi rất là ok anh em à. Em chống cái chân xuống nha. Thì nó sẽ hơi nhón một chút xíu. Đó. Còn như mà Minh 1m7 đi, thế ra để mình ngồi. Minh 1m7 thì ngồi nó vừa đủ luôn. Mà anh thấy không? Vừa đủ cái chân của mình luôn, nó hơi khị xíu. Nói chung chạy rất thoải mái và con vét này rất là mạnh nha anh em. Vét 9 này rất là mạnh và nó có báo số luôn anh em, rất là dễ chơi. Quay đây. Cái đồng hồ nó vẫn có báo số đàng hoàng cho anh em dễ đi đó nha anh em nha. Nhưng mà anh em đừng có nhìn số nhiều nha. Anh lo nhìn số mà không lo nhìn đường là anh em lên thiên đàng á anh em à. Đó, được chưa? Rất là đẹp, ok chưa? Rồi sẵn tiện mình giới thiệu luôn hai cái em xung quanh đây. Thì bây giờ nó đẹp vậy rồi, bây giờ mình nói cái gì nữa, đúng không anh em? Đẹp vậy rồi, bây giờ mình biết nói cái gì nữa. Đây cái dĩa nè, anh em coi nè trời. Cameraman em thử em liếm miếng, thử nó có ngon không? Anh nhìn là ngon, ngon mình có thể ăn được á. Con này rất là mạnh, rất là nhẹ. Đây có bảo vệ các nước này nọ nè, mấy cái cơ bản là có hết nè. Đó. Quá đẹp đây, cái chỉ nè, cái chỉ vỏ mới nè, thay anh em mấy con, thấy không? Vẫn còn luôn thấy không? Màu xanh. Rồi, ok, giờ qua cái con này cũng siêu mới luôn, 220 luôn. Đẹp luôn, đây là con CB500F. Cái con xe mà bây giờ công an hay đi diễu hành đó anh em à. Đó, thì con này thì siêu mới 3.000 cây. Và cái độ mới của nó là không một vết chạy nào luôn. Giống như con bên kia, không một vết chạy. Đó, quay cho anh em xem nè. Coi cái cổ bô nè. Cổ bô này là cũng nặng bụng được luôn anh em. Bây giờ anh em mua xe về mà là anh em hết bụng liền. Mình ăn mình nặng bụng không à. Đó, thấy chưa? Mới tin nè. Đó, đây nè. Cục máy nè. Thôi anh em xem cục máy. Cái này là CB500F. Đó, đĩa nè, anh em coi nhìn cái dĩa nè. Rất là đã luôn. Thờ vô đây cái cây phuộc của nó nè. Đã không đã anh em? Nhìn thấy phê luôn á anh em à. Đây, thì con này ngồi đó rất là thoải mái và chở người phía sau. Con này mạnh lắm nha anh em. Nó 500 phân khối và đương nhiên cái đồng hồ nó là đồng hồ điện tử đây đây. Quay cho anh em xem hai cái chìa khóa của nó nè. Đó, chìa rất là mới tinh. Con này thì mình đang bán 130 mấy triệu thôi anh em à. Giá hợp lý cho anh em chơi với một con xe lướt như vậy, chơi là rất là tuyệt vời. Chơi thôi nha anh em nha, chứ đừng có chơi bậy bạ nha. Đây, cái này là báo số của nó nè. Đó, báo số đồng hồ điện tử rất là xịn sò. Đó, tiếng máy hai máy rất là ok, đây đề cho anh em nghe. Nó cũng rất là lực. Lực lắm, ABS trước sau. Đã lắm, con này thì có chống đổ đồ đầy đủ luôn. Cái đây nó hơi gờ anh em à. 1m6 chống chân con này thoải mái luôn. 1m6 chống con này hả, dư sức qua cầu luôn anh em à. Con này cũng mạnh lắm, giọt lắm. À, thêm một con này là hồi trước mình cho showroom mượn trưng bày á. Đây là con BMW 310R. Một máy nha anh em, tiết kiệm luôn. Đó, thì hồi trước mình cho người ta mượn trưng bày. Con này là 9.000 cây, con này là 220 luôn nha anh em. Con này là 220, 9.000 cây. Nó có báo, con này hay lắm, nó có dash xe là sẽ hiện trên đồng hồ hết. Dash xe hay là cái gì là nó hiện trên đồng hồ hết. Anh em mua là mình qua mình sẽ tư vấn cho anh em. Bất kỳ mọi thứ đều hiện trên đồng hồ. Con này 9.000 cây, 220 rất là mới. Không một lỗi nhỏ, xe cực keng luôn anh em. Trời nó chuẩn bị mưa nên nó hơi tối anh em. Và hôm nay á là chỉ thị á, còn chỉ thị cho nên mình quay trước nhà thôi, không có ra công viên quay cho anh em được nên anh em thông cảm. Đó, con này cũng trang bị phục SIDA nè anh em. SIDA hoặc gà Pla nè. Đây là những con sờ nách. Những con xì nách. Đó, nhiều anh em kêu xì nách. Nhiều anh em kêu sờ nách. Nhiều anh em kêu là xe nách. Đó, anh em thích kiểu gì kêu, miễn sao là anh biết chiếc này là chiếc xe. Rồi, phuộc này rất là đẹp thôi. Mình cảm thấy cây phuộc upside down này đẹp hơn cây phuộc của chính nhiều luôn. Đúng là ben đúp con này mới á, là gần 200 triệu đúng luôn á. Mà bây giờ xe cũ là chỉ có 110 mấy triệu thôi nha anh em. 110 mấy triệu rẻ lắm anh em à. Đây, ở đây là có bảo vệ lên, bảo vệ cục máy luôn nè anh em. Cái này là cái bảo vệ lên thêm nha, rất là chắc chắn luôn. Anh em ký tay vô là lủng tay luôn anh em. Chắc lắm, cái hàng của BMW nó chắc cứng lắm. Đồ chơi này nè, thấy không? Ký là lủng tay luôn chứ không phải là nhựa đâu nha anh em. Nhìn xịn sò lắm, bảo vệ cái lọc nhớt này nọ nè. Nhìn rất là xịn sò, phuộc nhúng rất là êm. Bô rất là đã, cây bô dài nhìn đã lắm anh em à.
Rồi cái này chở ghệ rất là ok luôn. Anh em là có người yêu là chở người yêu đi dạo phố là người yêu không có bỏ. Chứ anh em có người yêu mà anh em mua cái dòng xì bọt á là anh em chở người yêu đó xì bọt luôn. Đó, cho nên cái này cái yên liền là chở người yêu rất là ok. Nếu như anh em đã có gia đình thì mua con này cũng rất là ok nha. Thì vợ không có chửi. Đó, thì con này cái yên sau á cái mà giá chính nãy là cái yên sau của nó làm cho đẹp, cho nên ngồi á nó hơi xì bọt chút xíu. Cho nên ngồi sau ngồi hơi khó chịu xíu, mà cái yên này mình ngồi quen thì cũng không sao, tại vì nó cũng là xì nách cho nên là mình ngồi nó hơi xì bọt thôi, còn nó đỡ hơn xì bọt, anh em hiểu chưa, hình dung ra chưa đó. Rồi thì đâu em mấy sáu ngồi con này thử anh coi bữa nay tự nhiên ở đâu có ông bạn của ông cameraman mấy sáu vô luôn là y bài luôn à, giơ chân cao lên nha, đó giơ xe tôi là tôi nghỉ chơi. Rồi mấy sáu ngồi con này cũng ok luôn, hơi nhón chút xíu, 1m7 là ngồi chắc chắn đẹp đúng không, mà chạy gì là ok rồi, nhìn bảnh trai liền đúng không, chạy xe này là auto là có người yêu liền. Có người yêu chưa em? Có rồi hả? Rồi chạy con này là người yêu theo SH liền. Rồi ok, cảm ơn em nhiều. Thì đương nhiên con này là đều có ABS trước sau, ABS trước sau đó. À cái con này mình quên nói, con này là lên cặp vỏ nhức nách luôn á, cặp vỏ mắc tiền á anh em à. Anh em chơi xe anh em biết rồi, vỏ này mắc tiền lắm. Và cái vỏ này á nó chưa có chạy đâu, thì chỉ có mình chạy thôi à. Chủ xe lên rồi chủ chạy chân luôn á, là chỉ có mình chạy qua chạy về đó. Đó thì nó dính xíu cát, không có dính cứt chó đâu anh em, mình cứ yên tâm đi, không có dính cứt chó đâu. Tôi chạy là tôi né cứt chó dữ lắm. Carbon nè, đẹp không? Lên cái Minh Biker này là tăng 5 mã lực nha anh em. Anh em nào mà bị công an bắt á, anh em bị công an bắt á thì cứ gọi điện cho mình. Rồi mình ở nhà mình có 3G mình bắt ráp cho anh em cứ yên tâm đi, không có sao nha. Anh em nào chạy xe bị công an bắt thì cứ nói mình gọi điện, mình ở nhà, tại ở nhà lúc nào cũng có 3G nên mình bắt ráp dùm cho anh em về cho không sao đâu, yên tâm đi. Rồi vậy thôi ha, clip anh em mình giao lưu vậy thôi. Anh em nào muốn mua thì liên hệ. Con này là mình bán là con giá chính này, chủ yếu là giá chính này thôi. Giá chính này hiện tại mình bán là 201 á anh em à. Không có phích gì đâu nha, chỉ có bao rút hồ sơ cho anh em ở xa thôi. Xe quá đẹp rồi anh em à. Rồi bây giờ chuẩn bị mưa rồi, bây giờ là 1, 2, 3 tắt camera là anh em mình chạy vô mưa rồi, quay cho anh em thấy mưa kìa. Đó đó, mưa rồi, 1, 2, 3 nè anh em. 1, 2, 3 tắt camera rồi, anh em nào thấy hay thì nhớ bấm like, subscribe cho kênh.